Ok, chào các bạn. Cận thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video chữa bài đọc 7 câu. Và ở phần đầu của video này, chúng ta sẽ cùng đọc cho cô phần tuyên ngôn đầu tiên cho đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Chúng ta sẽ có như sau này. Trước tiên thì cô sẽ phân tích cái phần cấu trúc nhờ và phần từ vựng cho em trước. Rồi cô sẽ có như sau này. Cô sẽ căn cứ bằng cái cấu trúc, cô sẽ quan tâm đến cấu trúc. Đó là cấu trúc care about, nghĩa là quan tâm về cái gì. Nhờ. Thế này cô sẽ có như sau này. Trong này chúng ta sẽ quan tâm cho cô tiếp cái phần tiếp theo. Đó là một cái cụm từ cố định. Tức là cụm từ go down the tube. Cụm từ này của chúng ta nghĩa là thất bại hoàn toàn. Nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có như sau. Cô có từ extinction, ghép với từ nghĩa là tỷ lệ tuyệt chủng. Nhá. Rồi tiếp này. Vậy cô sẽ dịch cho bạn như sau này. Gì ạ? If, nếu như, đúng không? Nếu như chúng ta thực sự quan tâm về nature, về thiên nhiên. Yeah. Thì chắc chắn rằng là conservation, chắc chắn là bảo tồn sẽ làm sao, sẽ practical, sẽ là gì đấy, sẽ thiết thực thôi. Nhớ gì cả, nếu như chúng ta thực sự quan tâm đến thiên nhiên thì chắc chắn rằng việc bảo tồn sẽ thiết thực thôi. Nhớ, nó sẽ phải làm sao, nó cần phải work, cần phải hiệu quả. Nhớ, everything, mọi thứ mà we hear, chúng ta nghe trên tin tức dường như nói là những điều làm sao, những cái điều mà opposite. Nhớ, những cái điều ngược lại. Nhớ, mọi thứ mà chúng ta nghe trên tin tức thì nói những cái điều mà opposite, ngược lại. Nhớ, nature, thiên nhiên tiếp tục làm sao? Tiếp tục bị phá hủy. Nhớ, nhớ, thiên nhiên bị phá hủy. Nhớ, và làm sao đây? Cái tỷ lệ về tuyệt chủng đang tăng. Nhớ, những cái mối đe dọa mới giống như là biến đổi khí hậu. Đúng không ạ? Có cái cụm từ đó là cụm từ climate change, biến đổi khí hậu. Đúng không ạ? Đang làm sao? Đang emerging. Nhờ, mình có thể đoán được không ạ? Emerging, chúng ta nghĩ là xuất hiện, phát sinh. Nhờ? Và những cái nơi xinh đẹp, những cái nơi đẹp đẽ, những nơi cảnh quan đẹp đấy đang bị làm sao? Đang bị destroy, phá hủy trước mắt chúng ta. Nhờ? Tất cả những cái này mà là thật thì nhờ gì nhá? Nếu như chúng ta quan tâm về môi trường, chờ, sao làm sao? Chắc chắn rằng surely, chắc chắn rằng là bảo tồn sẽ cần phải thiết thực. Nhờ? Nó phải hiệu quả. Mọi thứ chúng ta nghe về tin tức, đúng không ạ? Mọi thứ chúng ta nghe trên các bản tin ấy dường như nói những điều trái ngược là như sau đây ạ. Thiên nhiên tiếp tục bị làm sao, bị tàn phá. Chờ, tỷ lệ về tuyệt chủng tăng. Nhờ, những cái mối đe dọa mới giống như biến đổi khí hậu đang phát sinh. Nhờ, đã xuất hiện. Và làm sao đây? Và những cái nơi đẹp đẽ trên thế giới này đang bị phá hủy trước mắt chúng ta. Vậy thì cô sẽ thấy được là đọc dịch xong đoạn văn số 1 thì cô sẽ thấy là chủ đề của bài này sẽ là chủ đề về conservation. Nhờ, chủ đề về bảo tồn. Nhá. Rồi, ok. Nếu không phải chủ đề bảo tồn, nó sẽ thuộc cái chủ đề sau này. Đó là chủ đề về nature. Chờ, in danger. Nó là chủ đề về nature, in danger. Thiên nhiên bị tàn phá. Nhờ, sau khi chúng ta xác định được chủ đề lớn của đoạn văn rồi, em sẽ làm cho cô cái câu sau này, chú ý cho cô vào cái từ sau. Chắc chắn là trong bài của chúng ta sẽ có cái câu người ta hỏi em, cái từ đó là từ emerging. Ở trong đoạn văn này có nghĩa là gì? Nhờ, cô sẽ có như sau. Nó chính là cái câu số 2 của chúng ta. Cô có ý A với từ proceeding nghĩa là gì? Với từ proceeding nghĩa là tiến hành. Nhờ, ý B chúng ta với từ waving nghĩa là gì? Thì nghĩa là yếu dần đi, mờ dần đi. Cho ý C cô với từ popping nghĩa là bột phát. Và ý D chúng ta với từ arising nghĩa là phát sinh, xuất hiện. Vì cô dịch lại như sau. Nếu như chúng ta quan tâm về môi trường thì chắc chắn là cái hành động bảo tồn, đúng không ạ? Cái hành động bảo tồn, chắc chắn bảo tồn sẽ rất là thiết thực, đúng không ạ? Nên là nó sẽ cần phải hiệu quả. Mọi thứ chúng ta nghe trên tin tức dường như là nói những điều trái ngược lại. Thiên nhiên tiếp tục bị làm sao, bị làm sao, bị tàn phá, bị suy thoái, đúng không ạ? Tỷ lệ về tuyệt chủng tăng và những cái mối đe dọa mới giống như biến đổi khí hậu đấy đang xuất hiện. Vậy thì cô suy ra cái từ emerging của chúng ta. Chúng ta không thể ghép được với những từ khác được. Nhờ? Vậy thì cô sẽ thấy được là theo cái chiều hướng mạnh như thế chắc chắn nó không phải là yếu đi được, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng không phải là tiến hành được, nó cũng không phải là bột phát được, mà nó sẽ là xuất hiện. Thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta sẽ là ý D. Ok. Rồi, xong câu số 2, chuyển cô sang câu số 3, để lại cái câu tiêu đề chính của đoạn văn lại. Với câu số 3, người ta hỏi như sau. Chờ, người ta hỏi là theo như cái đoạn văn số 2, tôi lại sẽ tập trung đọc cho cô cho đoạn văn số 2. Ok. Người ta hỏi là theo như cái đoạn văn số 2, em tập trung cho cô đoạn văn số 2 nhé. Chờ, theo như đoạn văn số 2 thì cái gì dưới đây không được đề cập tới là như là một cái sự nỗ lực thành công trong cái vấn đề về conservation, về bảo tồn nhá. Vậy có nghĩa là theo cái đoạn văn số 2 thì sẽ có 3 cái, đúng không, được đề cập tới như một cái nỗ lực thành công trong cái vấn đề về bảo tồn nhá, và có một cái không phải. Bây giờ cô sẽ làm từng bước một này. Cô sẽ xác định ý A trước. Nhờ, ý A cô sẽ là gì? Many bird species, nhiều loài chim, đúng không ạ, đã được làm sao đây ạ? Brought back from, chúng ta sẽ có là brought back from nghĩa là gì đấy? Nhiều loài chim đã được làm sao
Vì là nhiều loài chim đã được hồi sinh nhờ từ cái, cô có cả một cụm từ này, cô cụm từ là cụm từ from the brink extinction, chứ là từ bờ vực của sự tuyệt chủng. Vì là gì cả, nhiều loài chim đã được hồi sinh từ bờ vực của tuyệt chủng. Vì xin cho cô chưa đợi ra số 2 của chúng ta xem có chỗ nào người ta đề cập tới loài chim không. Em đọc vào đó cho cô. Thì cô sẽ thấy như sau. Ở trong đoạn văn số 2 thì cô sẽ thấy có như sau đây rồi. Chờ cô sẽ thấy đó là 16 bird species. Nhận đọc vào đây cho cô. Nhận cô sẽ có như sau. Nó dịch là vào năm 2006 thì các nhà khoa học chờ ở cái gì đấy ạ? Nhận gì à? Ở vào năm 2006 thì các nhà khoa học tại cái BirdLife International này. Nhận. Vậy bạn sẽ có hiểu rằng đây là một tổ chức đi. Nếu bạn dịch là vào năm 2016 vào 2016 vào 25 vào năm 2006 thì các nhà khoa học tại cái BirdLife International này đã show đã chỉ ra rằng conservation action hành động bảo tồn đã ngăn chặn, đúng không ạ, đã ngăn chặn việc 16 loài chim chợ sắp sửa tuyệt chủng nhờ trong cái giai đoạn là 1994-2004 nhá. Chợ đã chỉ ra rằng hành động bảo tồn đã ngăn chặn 19 loài chim khỏi bị tuyệt chủng nhờ trong cái giai đoạn 1994-2004. Vậy thì cô sẽ thấy được là nhiều loài chim, đúng không ạ, dịch ạ? Nhiều những, à dịch là cái các nhà khoa học, năm 2006, các nhà khoa học tại cái trung tâm, đúng không ạ, tại cái cơ quan, tại cái tổ chức là BirdLife International này, đã chỉ rằng cái hành động bảo tồn, nhỡ nó được bảo tồn này, đã ngăn chặn, chúng ta cấu trúc là prevent somebody something from, ngăn chặn 16 loài chim khỏi bị tuyệt chủng nhờ. Vậy thì cô sẽ thấy được là ngăn chặn được 16 loài chim khỏi sự tuyệt chủng đồng nghĩa việc là rất là nhiều loài chim nó đã được hồi sinh từ trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Vậy ý A của chúng ta đúng nên cô sẽ không chọn nhờ. Ý B của cô là sao? Nhờ ý B của chúng ta cô sẽ có đó là the situation, nghĩa là gì? Nghĩa là tình huống của những cái loài móng vuốt này, đúng không ạ? Tình huống của động vật móng vuốt này, nghĩa là gì ạ? Tình huống của gì, hoàn cảnh của những cái loài động vật móng vuốt đã làm sao, đã gì, không là dịch là tình huống gì, hoàn cảnh gì, thực trạng, đúng không ạ? Thực trạng của những loài động vật móng vuốt đã trở lên làm sao tốt hơn. Em xin cho cô xem ở trong bài của chúng ta có chỗ nào người ta đề cập tới đó là cái loại động vật móng vuốt này không. Chúng ta sẽ đọc vào đó cho cô. Em nhớ cô như sau nào, đó là người ta bảo là theo đoạn văn số 2, tức là em chỉ đọc cho cô trong đoạn văn số 2, em đọc cho cô lướt một loạt nhựa từ đầu đến cuối của đoạn văn số 2, em xem là cái từ khóa của cô chính là từ này, đúng không ạ, xem nó có ở trong đoạn văn số 2 của chúng ta không, đọc cho cô nhá. Nó sẽ có là xem cho cô cái từ ankylosaurus nhá, xem cho cô cái từ đó là từ ankylosaurus ở trong đoạn văn số 2 xem này nó sẽ có mặt ở đoạn nào. Đây rồi, cô thấy sẽ thấy như sau. Đây rồi, cô thấy cái từ đó ở đây đúng chưa? Vậy thì em sẽ đọc cho cô cái câu, nhờ cô đọc cho cô cái câu có chứa cái từ đó thôi. Vậy thì bạn sẽ tập trung cho cô đọc vào phần sau của chúng ta nhá. Rồi cô sẽ thấy ở trong cái phần thông tin, bắt đầu cô sẽ đọc từ cái câu này của chúng ta trở đi nhá. Thì cô sẽ có như sau, gì cả, trong một cái study, trong một cái nghiên cứu rất là quan trọng nhờ ạ, năm 2015 thì một nhóm những research, những nhà nghiên cứu từ cái nhờ cái commission, à, cô sẽ có từ commission là trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là gì nhờ, là từ một cái ủy ban, nhờ cái ủy ban về nghiên cứu về các gì ạ, ủy ban mà nghiên cứu về, nhờ một cái ủy ban nghiên cứu về sự sống của các loài, đúng không ạ, đã phát hiện ra rằng nhờ wither, nếu như không có conservation action, nếu như không có cái hành động bảo tồn này nhờ diễn ra giữa cái giai đoạn là 1996 đến 2008 thì cái status, người ta không dùng từ situation, người ta dùng từ status, đúng không ạ, tình trạng những cái loài móng guốc như là những cái loài như là hươu này, nai này, linh dương này, đúng không ạ, hươu này, chợ linh dương này, gia súc này, nhờ, và họ hàng của chúng nhờ, sẽ làm sao, sẽ chúng ta sẽ có, người ta dùng worse than, nghĩa là gì, worse than là gì, tồi tệ hơn gần 8 lần nhờ, so với cái mà đang được nhờ, so với những cái điều mà thực tế đang được quan sát, đang thấy này. Vậy thì cô sẽ thấy được là căn cứ phần thông tin này có cái chỗ này, nó dịch là một cái nghiên cứu quan trọng vào năm 2015 bởi một nhóm các nhà nghiên cứu của ủy ban nhờ, của một nhóm các nhà nghiên cứu của từ cái ủy ban vì sự sống của các loài này, đúng không? Đã phát hiện ra rằng nếu như không có cái hành động bảo tồn diễn ra giữa cái giai đoạn 1996-2008 này thì cái thực trạng về những cái loài động vật móng vuốt này, đúng không? Cái móng vuốt này có thể sẽ làm sao đấy, có thể sẽ tồi tệ gấp 8 lần so với những cái mà được trông thấy này. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là thực ra là thực tế thì nó vẫn là tồi tệ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như không có bảo tồn thì nó sẽ tồi tệ hơn nữa.
Vậy thì với ý B của chúng ta mà nói rằng là nó trở lên tốt hơn, nhỡ trở lên tốt hơn là không đúng theo thông tin trong bài nhá. Tuy nhiên thì cái câu này chúng ta để lại cho cô xem này. Đấy, chờ, có bạn bạn sẽ bảo với cô rằng là em thấy là ví dụ như là đáng lẽ nó tồi tệ mà bây giờ nó lại giảm được mức tồi tệ 8 lần thì cũng gọi là tốt hơn. Vậy thì để lại cho cô xem có cái đáp án C để cô xem cái nào nó chính xác hơn nữa chúng ta sẽ loại trừ. Ý C thì chúng ta sẽ chú ý cô như sau này, chú ý cô bằng cái con số đó là 8 species. Chứ người ta đề chỉ đích thị luôn là 8 loài. Vậy chắc chắn là trong loại văn của chúng ta sẽ có đề cập đến số 8 này, đúng không ạ? 8 loài làm sao? Ít. Như vậy chúng ta cụm từ là recurve. Với cụm từ là recurve của chúng ta nghĩa là gì? Có nguy cơ extinction tuyệt chủng. Vậy là 8 loài thì làm sao ít có nguy cơ bị tuyệt chủng hơn. Như vậy cô sẽ có như sau. Ở trong đoạn văn này cô sẽ thấy có cái số 8 đúng không? Như vậy cô sẽ có như sau này. Như vậy đây rồi cô sẽ thấy cái con số đây đó là từ especially. Như vậy sẽ như sau. Năm 2014, nhờ các nhà khoa học đến từ cái tổ chức bảo tồn này đã phát hiện ra rằng cái vấn đề về sustain, nhờ cô sẽ có từ sustain conservation action nghĩa là gì? Cái hành động làm sao để bảo tồn liên tục từ 1988 đến 2012 đã làm sao result in, dẫn tới, đúng không ạ? Dẫn tới 8 loài mà được liệt vào cái danh sách, đúng không ạ? 8 loài mà được liệt vào cái danh sách bị đe dọa đấy thì làm sao sẽ có cái nguy cơ bị tuyệt chủng thấp hơn nhá, có nguy cơ bị tuyệt chủng thấp hơn. Nhờ vậy thì cô sẽ thấy được là cái ý C của chúng ta nói rằng là 8 loài đấy ít có nguy cơ bị tuyệt chủng hơn. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý C của chúng ta đúng không? Cô chắc chắn không chọn ý C rồi. Ý D của cô là sao? Ý D cô sẽ có từ đó là từ decline của chúng ta. Từ đấy có nghĩa là gì? Nhờ cô sẽ có như sau. Nhờ cô có từ decline của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là việc giảm xuống nhá. Cái việc giảm về biological. Cô có từ biological diversity, cái giảm về đa dạng sinh học ở rất nhiều quốc gia đã làm sao đã slow down, giảm lại. Nên việc là thế thì cũng dịch là cái sự suy giảm về đa dạng sinh thái rất nhiều quốc gia đã giảm, đã có tốc độ giảm xuống, đúng không ạ? Vậy xem cho cô như sau ở trong đoạn văn này của chúng ta. Nhờ cô sẽ thấy như sau. Nhờ chúng ta sẽ có như sau này. Nhờ cô sẽ thấy có cái chỗ này, cô nhìn thấy cái chữ là reduced biodiversity loss. Nhờ vậy bạn đọc cho cô như sau đó là vào năm 2017 các nhà nghiên cứu đã có thể quantify, đã định lượng được cái gì ạ? Đã định lượng được cái gì đấy ạ? Nhờ vào năm 2017 các nhà nghiên cứu đã có thể định lượng được các khoản đầu tư và bảo tồn conservation investment. Nhờ các khoản đầu tư và bảo tồn được thực hiện từ năm 1996 đến 2008 đã giúp làm sao đấy? Đã làm giảm đi cái vấn đề về gì? Làm giảm đi cái vấn đề về đa dạng sinh học. Nhờ nó sẽ đã làm giảm cái tổn thất. Nghĩa cô sẽ có biodiversity, cô sẽ có từ biodiversity, cái từ loss nghĩa là gì? Nghĩa là giảm đi cái việc mà đa dạng sinh học bị mất đi. Chứ ở 109 quốc gia nghĩa là làm sao và trung bình khoảng là với trung bình khoảng 29% trên mỗi ở mỗi một nước. Vậy cô sẽ có như sau, đọc kỹ cho cô phần tục này. Năm 2017 các nhà nghiên cứu đã có thể định lượng được cái khoản đầu tư và bảo tồn, đúng không ạ? Được thực hiện ở giữa cái giai đoạn là 199 đến 2008 đã giảm đi, đúng không ạ? Đã giúp làm giảm đáng kể cái vấn đề gì về cái vấn đề về mất đa dạng sinh học như thế nào ở 109 quốc gia. Thì cô sẽ có như sau. Thế là gì cả? Các nhà nghiên cứu đã có thể định lượng được, đúng không ạ? Các khoản đầu tư và bảo tồn đã giúp làm giảm, đúng không ạ? Làm giảm được giảm được như thế nào cái lượng làm sao cái những cái vấn đề về sự mất cân bằng sinh thái ở 109 quốc gia nhé. Vào năm 2017 các nhà nghiên cứu đã có thể định lượng được các khoản đầu tư bảo tồn được thực hiện từ năm 1996 đến 2008 đã làm giảm tổn thất về đa dạng sinh học hoặc là đã làm giảm đi đã làm giảm, cô có từ reduce đã là giảm rồi, đằng sau cô lại có từ loss là mất mát nữa, vậy đó là đã làm giảm đi cái việc mất đi cái sự đa dạng định sinh học. Vậy là cô sẽ có là cái sự đa dạng sinh học này nhờ có cái vấn đề, có nhờ có cái nguồn nguồn đầu tư vào bảo tồn này nên đã làm giảm đi cái đó, đúng không ạ? Nên đáng nghĩa nó đang bị mất dần đi cái sự đa dạng sinh học thì bây giờ nó được làm sao, được phanh lại. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý D của chúng ta được đề cập tới, do đó bằng phương loại trừ cô chọn được câu 3 là ý B. Sau câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Chuyển câu số 4 chúng ta sẽ có từ quantify của chúng ta có nghĩa là gì? Nhờ lúc trước cô dịch từ đấy như là định lượng. Vậy cô sẽ có, chắc chắn nó sẽ không bằng ý D với từ judge, nghĩa là đánh giá, đúng không ạ, xét đoán. Nhờ nó sẽ không bằng với từ determine, nghĩa là xác định. Chờ nó sẽ không bằng với từ rate, nghĩa là đánh giá. Vậy cô sẽ chọn, nhờ cô sẽ có từ rate của chúng ta, nghĩa là đánh giá. Vậy cô sẽ chọn được ý A. Ý A chúng ta với từ đó là từ evaluate, nghĩa là định lượng, là ước lượng thôi. Nhờ xong câu số 4, chuyển cô sang câu số 5. Chuyển câu số 5, người ta hỏi em cái từ this ở trong đoạn văn số 4, từ this ở trong đoạn văn số 4 ám chỉ cái gì?
Thì cô sẽ có, đây là dạng câu hỏi tìm mối liên hệ. Vậy em sẽ đọc cho cô trong phần thông tin của đoạn văn số 4 này. Thì cô sẽ có như sau. Chờ, bạn sẽ đọc cho cô bắt đầu từ đây ạ. On the other hand, trái lại. Chờ, nếu như, trái lại. Nếu như một số cái cam kết, nhờ một số cam kết mà làm sao của chính phủ trên toàn thế giới, nhờ trái lại một số cái cam kết của chính phủ trên thế giới mà làm sao được thực hiện, nhá, cô có tự acted upon, được thực hiện. Chờ, giống như là, nhờ, chẳng hạn như là cái gì đấy, chẳng hạn như là cái công ước, đúng không ạ? Chẳng hạn như là cái, nhờ, cái công ước về gì đấy ạ? Chẳng hạn như là cái công ước về đa dạng sinh học IG năm 2010. Dạ, và cái mục tiêu phát triển bền vững, dạ, mục tiêu phát triển bền vững 2015 này. Dạ. Thì làm sao? Thì cái nguồn lực, dạ, cô sẽ có cụm là, cô có từ là amount of resources. Dạ, cô sẽ có cái cụm là cụm từ amount of resources. Nghĩa là gì? Cái nguồn lực, dạ, cái nguồn lực mà phân bổ cho cái vấn đề về bảo tồn này, dạ, sẽ làm sao? Sẽ tăng lên, và chúng ta hy vọng rằng cái điều này sẽ làm sao, sẽ thực sự, đúng không ạ, xảy ra. Thì cô dịch lại này, dịch cả mặt khác, nếu như một trong những cái cam kết, nhờ, cả cam kết làm sao, mặt khác nếu một số cam kết của chính phủ trên thế giới được thực hiện, chẳng hạn như cái công ước về đa dạng sinh học và năm 2010 này, nhờ, và cái, nhờ, và cái mục tiêu phát triển bền vững 2015 này, nhờ, thì, nhờ, thì làm sao đây, cái nguồn lực được phân bổ cho vấn đề bảo tồn sẽ tăng lên, và chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ sớm xảy ra. Vì thế cô sẽ có điều này chính là cái gì? Chính là cái việc đầu tư nhiều hơn cho bảo tồn, nhờ, cho các nguồn lực bảo tồn. Vì cô sẽ có ý hai là chúng ta nghĩ là việc thiết lập các mục tiêu bảo tồn, không phải, đúng không ạ? Thế là ý B của cô là gì? Sự hỗ trợ từ chính phủ. Ý C của cô đó là cái nguồn tài nguyên, nguồn lực. Và ý D chúng ta đó là cái nhiều cái, nhờ, nhiều cái khoản đầu tư vào vấn đề bảo tồn. Vậy thì với câu 5 cô chọn được ý D. Sau câu số 5 chuyển cô sang câu số 6. Câu 6 người ta hỏi according to, dạ câu hỏi đọc giống theo như đoạn văn này thì cái thực trạng chung, nhờ, đang làm sao đấy? Theo đoạn văn này thì cái tình hình chung đang trở nên tồi tệ hơn. Dạ. Vậy xem câu như sau này. Bây giờ người ta bảo là theo như cái đoạn văn này cái thực trạng chung, đúng không ạ, đang trở nên tồi tệ hơn. Dạ. Và nó có thể, đúng không ạ? Và nó có thể trở nên tồi tệ hơn nữa trong một thập kỷ tới. Chứ ý bề cô là mặc dù một số địa phương đã được đạt được thành công nhỏ trong cái vấn đề về bảo tồn. Cho ý C của chúng ta là cái tình hình chung này đang rất là tệ, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ không nhanh như thể chúng ta không làm gì cả. Cho vấn đề của chúng ta là sao? Nhưng mà nhiều người vẫn nghĩ rằng là chúng ta đang cải thiện nó. Vậy thì cô sẽ thấy được là với câu này sẽ rất là khó đây, đúng không ạ? Sẽ đọc cho cô như sau. Giờ cô sẽ có như sau ở trong cái đoạn văn số 1 của chúng ta. Nhờ bạn sẽ thấy cho cô như sau. Dịch là mọi câu đoạn 1 là sẽ là cái câu phải giới thiệu này, đúng không ạ? Nếu như chúng ta quan tâm về môi trường thì cái hành động bảo tồn, đúng không ạ, là thiết thực đấy và nó cần phải hiệu quả. Mọi điều mà chúng ta nghe ở trên TV, trên những bản tin đấy dường như là nói điều trái ngược lại. Thiên nhiên đang dần bị làm sao, bị suy thoái, đúng không ạ? Thiên nhiên đang bị phá hủy. Nhờ cái tỷ lệ về gì đấy? Cái tỷ lệ về tuyệt chủng đang tăng, nhờ, và những cái mối đe dọa mới như biến đổi khí hậu đang được xuất hiện. Nhờ. Và chưa? Và tất cả những cái đó là đúng thì sao nhỉ? Nhờ. Và nếu như mọi thứ tệ hại hơn, nhờ, thì rõ ràng rằng là cái vấn đề về conservation. Là gì cả? Nếu như mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì rõ ràng cái việc bảo tồn đã thất bại rồi. Ồ không, nhá. Ở tiếp theo đọc cho cô đoạn văn số 3 này. Đoạn văn số 3 này cô sẽ có là once again, nghĩa là gì đấy ạ? Một lần nữa, điều này cho thấy rằng, yeah. Một lần nữa, điều này cho thấy rằng làm sao đấy, mặc dù, yeah. Điều này cho thấy rằng mặc dù có ít cái khoản chi vào cái vấn đề bảo tồn, nhưng mà nó có cái mức độ thành công đáng kể. Ở chưa? Đấy nhá, vậy là đoạn văn đấy này. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc thêm cho cô một cái đoạn văn nữa, đoạn văn số 4. Nhờ đoạn văn số 4 thì chúng ta sẽ có như sau. Chưa gì cả, có một cái conclusion. Cô có từ conclusion nghĩa là gì? Có một cái kết luận rõ ràng. Nghĩa là gì cả? Có một kết luận rõ ràng từ những nghiên cứu này và những nghiên cứu tương tự. Nhờ, dạ. Có một cái kết luận rõ ràng từ những nghiên cứu này và những cái nghiên cứu tương tự rằng cái việc bảo tồn, nhờ, như này, cái chỗ này rất là quan trọng này. Có một cái kết luận rõ ràng từ nghiên cứu này và những nghiên cứu tương tự rằng là cái việc bảo tồn là có hiệu quả, nhưng mà chúng ta làm chưa tới. Dạ, chúng ta làm chưa tới. Nhờ. Thế cô sẽ có như sau. Đọc tiếp cho cô. Chúng ta làm chưa tới các mối đe dọa đối với tự nhiên. Nhờ. Các mối đe dọa đối với tự nhiên đang tăng lên và điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải chi nhiều hơn cho cái vấn đề về bảo tồn. Được chưa? Ờ nhá, vậy thì bạn sẽ thấy cho cô như sau này.
Ở trong cái đoạn văn cô phân tích một chút xíu để bạn hiểu cái phần này chúng ta này. Nó dịch như sau này: người ta bảo rằng là nếu như mọi thứ mà tồi tệ hơn ấy thì là do cái vấn đề chúng ta làm bảo tồn thất bại. Ý của người ta rằng là nếu như bảo tồn thì sẽ giúp làm chậm lại cái quá trình mà chợ sẽ giúp làm chậm lại cái vấn đề về 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 môi trường bị suy thoái, đúng không? Nếu như có, đúng không? Nếu như mà có cái chợ gì cả, nếu như mà có cái bảo tồn, nếu như mà bảo tồn mà tốt, đúng không? Mà hiệu quả thì tình hình nó sẽ không tệ đến như thế, đúng không? Thế còn nếu nó tệ hơn thì chứng tỏ là bảo tồn để không hiệu quả. Nhờ người ta sẽ dẫn chứng như sau này: năm 2006 thì các nhà khoa học tại cái trung tâm, tại cái tổ chức là International đã chỉ ra rằng nhờ hành động bảo tồn đã ngăn chặn được 16 loài chim nhờ khỏi cái sự tuyệt chủng trong các giai đoạn 1994 2004 đấy nhá. Năm 2014 thì các nhà khoa học tại cái trung tâm này lại phát hiện ra rằng cái hành động bảo tồn liên tục, đúng không, từ cái giai đoạn 1988 đến 2022 thì có thể làm sao dẫn tới 8 loài bị liệt vào cái danh sách tuyệt chủng rồi, đúng không, thì lại có cái mức độ tuyệt chủng thấp hơn nhá. Thế gọi là sao? Vào cái nghiên cứu quan trọng là 2015 thì một nhóm các nhà nghiên cứu từ cái ủy ban này, đúng không, đã phát hiện ra rằng nếu như không có cái bảo tồn diễn ra giữa cái giai đoạn 1996-2008 thì cái tình trạng của những loài móng guốc này, đúng không, sẽ làm sao, sẽ còn tệ hơn 8 lần so với được quan sát nhá. Rồi vậy cô sẽ thấy được là, và năm 2017 thì các nhà nghiên cứu đã có thể định lượng được là cái khoản đầu tư vào đấy thì có tác dụng gì cho cái việc mà giảm đi cái sự mất cân bằng, giảm đi cái giúp cho việc giảm đi cái vấn đề về mất đa dạng sinh học. Vậy thì cô sẽ thấy được là người ta nói rằng là vậy thì bảo tồn, đúng không, là rất là bảo tồn, đúng không, sẽ giúp làm cho cái vấn đề đó bớt tệ đi. Thế còn là sao đây, như gì cả, cái tình hình chung đó, đúng không, sẽ tệ hơn nhưng mà sẽ không nhanh nếu như chúng ta không làm gì cả, nếu chúng ta không bảo tồn gì cả. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 6 của chúng ta là ý C. Sau câu 6 chuyển cô sang câu số 7. Chuyển câu số 7, người ta bảo cái câu nào dưới đây là không đúng theo đoạn văn này. Tiếp này, cô sẽ có ý A của chúng ta là gì ạ? Ý A của cô là có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng bảo tồn thực sự hiệu quả. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái phần thông tin mà cô vừa dịch ở cái đoạn văn số 2 này, một loạt đấy chính là những cái bằng chứng cho thấy rằng việc bảo tồn đang thực sự rất là hiệu quả. Vậy thì ý A của chúng ta đúng nhá, chúng ta cần cái không đúng cơ. Ý B thì sao? Ý B cô là có rất nhiều quan điểm khác nhau về cách để mà hoàn thành, để có thể đạt được cái việc bảo tồn. Nhờ ý C cô là sao? Chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để mà đạt tới cái mức độ thành công này. Nhờ cô sẽ có như sau: nếu như mọi thứ tệ hơn đó là do chúng ta thất bại, đúng không? Rồi, nếu như mọi thứ tệ hơn thì rõ ràng rằng là bảo tồn thất bại. Nhưng mà người ta bảo là không không bảo tồn không hề thất bại đâu nhá. Người ta bảo là nếu như mọi thứ mà tệ hơn thì rõ ràng là bảo tồn thất bại, nhưng người ta lại dẫn chứng một loạt đoạn văn số 2 này để cho thấy rằng là nếu như không có bảo tồn thì mọi thứ nó rất là tệ, đúng không? Vậy thì là nhờ có bảo tồn mới được như thế. Nhờ sao này, đây là một lần nữa chỉ ra rằng, đúng không, mặc dù đầu tư rất là ít vào bảo tồn nhưng mà nó có cái mức độ thành công đáng kể. Vì vậy mà làm sao đây, vì vậy mà, đúng không, vì vậy là sao, bảo tồn thực sự hiệu quả nhá, khẳng định là bảo tồn thực sự hiệu quả nhưng mà chúng chưa được làm tới nên nó chưa có cái kết quả rõ rệt. Sao cái mối đe dọa về thiên nhiên đấy đang tăng lên, điều đó có nghĩa là chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho vấn đề bảo tồn. Ở chợ mặt khác, nếu như một trong cái cam kết của chính phủ của các quốc gia trên thế giới mà thực sự có hiệu quả, đúng không, thì thực sự được thực hiện thì làm sao đây, như ví dụ như là cái công ước Aichi và 2010 và cái mục tiêu phát triển bền vững 2015 này, thì cái lượng ngân sách phân bổ cho cái vấn đề bảo tồn phải tăng lên, đó chưa? Vậy thì cô sẽ suy ra được là ý C của chúng ta là chính phủ cần phải làm nhiều hơn thì mới đạt được tới cái mức độ cần thiết của thành công. Nên ý C của chúng ta đúng nên cô sẽ không xét. Chứ ý D của chúng ta đó là gì đấy? Con hươu và con linh dương là những loài nhóm thuộc động vật móng guốc. Cái này có trong phần này rồi, đúng không? Đúng không? Sẽ thấy như sau, chúng ta có từ deer này, đúng không? Rồi, nên cô sẽ có là hươu và linh dương là những loài động vật thuộc loài móng guốc. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý D của chúng ta đúng rồi. Do đó bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu số 7 của chúng ta là ý B. Được. Quay lại cho cô với câu số 1. Vậy rút cuộc là tiêu đề của đoạn văn này là gì? Nhận xem câu này. Tiêu đề của đoạn văn này là gì? Chúng ta sẽ có như sau. Giờ cô sẽ có ý hát của chúng ta đó là chính xác là các nhà bảo tồn cần phải làm gì? Không phải, đúng không ạ? Thế vậy cô sẽ có ý B là tại sao chúng ta phải bảo tồn thiên nhiên ngay từ đầu? Không phải, đúng không ạ? Thế vậy ý C của chúng ta đó là việc bảo tồn thật sự hiệu quả không? Trở về ý D của chúng ta đó là bảo tồn là gì và không bảo tồn là gì.
Vậy thì với câu này chúng ta xem cho cô như sau. Trong này người ta cũng không đưa ra khái niệm là bảo tồn là gì và không bảo tồn là gì. Vậy thì đề sai. Thì cô sẽ có như sau. Quay lại cho cô bí C này. Bí C này, việc bảo tồn có thực sự hiệu quả không? Ở trong này người ta đang bàn luận cái vấn đề đó là bảo tồn có thực sự hiệu quả không? Thì người ta bảo, người ta đã trả lời cái câu đó bằng cái đoạn văn số 2 này. Thì đó là gì? Đó là bảo tồn rất là hiệu quả. Vì nếu như không có bảo tồn thì làm sao mà có những cái thành quả như thế này? Ở chưa? Và người ta trả lời câu hỏi đó là gì ạ? Đó là có một cái kết luận rõ ràng rằng đúng là bảo tồn là hiệu quả, đúng không ạ? Nhưng mà nó chưa được làm tới ở khắp mọi nơi. Nên là sao? Nên nó chưa được cái kết quả mà gọi là đáng kể. Vậy thì cô sẽ thấy được là câu 1 của chúng ta đáp án là ý C em nhé.